Xin chào các bạn, hôm nay thì cũng dành đi dân vịt thì tên và nước Văn Cúng phát hiện ở đây có một cái bụng nước và ở đây có thấy bột cá lê thia. Bây giờ tên đến tên xúc thử có cá lê thia không nè. Bây giờ các bạn hãy chú ý theo dõi cái hành trình xúc cá lê thia của tên nha. Rồi bây giờ ở đây có một cá lê thia nè các bạn. Có cá lê thia kìa. Chú mấy bạn để nước vô miếng để nó đỡ mình vớt cái gì để nó lên sống. Để nhiều nước đi. Bây giờ bên đây có một cái kia để mình dẹo ra bên kia cũng là cá lê thia đây là một loại cá mà ngày xưa những giới trẻ và người lớn bây giờ rất là thích chơi ở miền Tây mình. Người ta chơi đá đậu giống là đá dài vậy đó, đá ăn tiền thôi mọi người, chứ không phải đá chơi nha. Và bây giờ tôi sẽ đẩy cá vào kia ở đây để các bạn xem nha. Mình sẽ xúc gì vào đây coi còn nữa không. Thường sống ở những khu mà nước tạm như thế này, rừng rậm như thế này thì nó sẽ sống ở đây. Yeah.
giờ bao nhiêu rồi, chắc là nhiêu đủ để anh em dự ương. Giờ đây các bạn thấy không, cá to to mà cá sống trong cái mỏ cổ mỏ. Bây giờ tôi sẽ về và ương tụi nó nha. Bây giờ các bạn có nhu cầu mà sử dụng cái thì liên hệ tao nha. Tại vì sau đây có một đại cái tự động để các bạn xem. Và bây giờ tôi xin kết thúc video của mình ở đây nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ đăng và xem những video mới nhất từ đồng quê của các bạn. Clip sau tôi sẽ làm cảnh cái video đá nha cho mọi người xem. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.